Dù là đồng minh lớn của Israel trước tình hình khốc liệt ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã chỉ trích mạnh mẽ rằng Israel đã phạm sai lầm ở Gaza. Trong khi đó, nối tiếp Anh, Úc xem xét công nhận nhà nước Palestine. Trong lòng trào Đông Âu, Nga triển khai bom dẫn đường trên không tấn công Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Mỹ lý do răn đe Ukraine không nên tấn công cơ sở dầu mỏ của Nga. Quan chức đối ngoại hàng đầu EU ông Joseph Borrell tuyên bố chiến tranh ở toàn châu Âu đang có khả năng xảy ra. Trong bối cảnh xung đột Ukraine đang ngày càng lan sang phía Tây, Thụy Điển vừa thông báo đã đánh chặn máy bay trinh sát của Nga. các thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Theo Trung Quốc, đề xuất của Mỹ về việc AUKUS hỗ trợ Đài Loan là nguy hiểm. Nổ lớn tại nhà máy thủy điện ở Ý, gần 10 người thương vong. Linh cứu hỏa Ba Lan oan mình đối phó cháy rừng trên dãy núi Bies đi. Tất cả sẽ có trong chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày sau đây. Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột trên thế giới hiện nay. Tại Trung Đông, theo thông tin từ Anadolu, quân đội Israel vào hôm 9 tháng 4 đã kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Liban trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc tấn công xuyên biên giới với Hezbollah. Tuyên bố quân sự cho biết, cuộc tập trận của sư đoàn 146, sư đoàn dự bị lớn nhất của quân đội Israel, cũng như các đơn vị của hải quân, không quân, cảnh sát và cứu hộ được thực hiện nhằm tăng cường sự sẵn sàng và hợp tác giữa các lực lượng. Quân đội cho biết, cuộc tập trận quân sự đã thực hiện một số kịch bản bao gồm bảo vệ khu vực, sơ tán người bị thương dưới hỏa lực và tiến hành các cuộc tấn công khác nhau. Theo quân đội, lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục huấn luyện mạnh mẽ để duy trì sự sẵn sàng trước tất cả các mối đe dọa cũng như nỗ lực của đối thủ nhằm làm hại công dân Israel hoặc lãnh thổ của Israel. Căng thẳng đã bùng phát dọc theo biên giới giữa Liban và Israel trong bối cảnh lực lượng Hezbollah và Liban không ngừng giao tranh bằng hỏa lực. Đây được xem là một trong những cuộc đụng độ chết chóc nhất kể từ khi hai bên nổ ra xung đột quy mô lớn vào năm 2006. Sự leo thang diễn ra sau cuộc chiến dịch quân sự của Israel vào giải Gaza, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Chính quyền Liban nói rằng, ít nhất 313 người đã thiệt mạng, 1.000 người bị thương và khoảng 100.000 người khác phải sơ tán do các cuộc tấn công của Israel. Khoảng 20 người Israel cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hezbollah, theo số liệu của Israel. Theo AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây thẳng thừng nói, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phạm sai lầm ở Gaza. Đây được cho là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của ông chủ Nhà Trắng đối với đồng minh của mình. Trong bối cảnh căng thẳng hai bên leo thang do số dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến chống Hamas của Israel liên tục tăng cao và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ đang bao trùm giải Gaza. Trong cuộc phỏng vấn của Univision, mạng truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha của Mỹ ông biden nêu rõ quan điểm khi được hỏi về cách xử lý cuộc chiến của ông netanyahu rằng tôi nghĩ những gì ông ấy đang làm là một sai lầm tôi không đồng ý với phản ứng của ông ấy Ông chủ Nhà Trắng nhắc lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel khiến 7 nhân viên cứu trợ của một tổ chức nhân đạo thiệt mạng ở Gaza vào tuần trước là thái quá. Vì vậy, điều mà tôi đang kêu gọi là yêu cầu người Israel tuyên bố tạm ngừng giao tranh và tạo điều kiện để tất cả chuyến hàng thực phẩm và thuốc men có thể tiếp cận Gaza trong 6-8 tuần tới, ông Biden nói thêm. Bình luận này của Tổng thống đương nhiệm Mỹ đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với ý kiến trước đây của ông, trong đó ông nói rằng trách nhiệm để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin thuộc về Hamas. Ông Biden cũng gia tăng áp lực lên Israel nhằm tăng cường viện trợ cho Gaza đang bị tàn phá. Cho biết thêm rằng ông đã nói chuyện với giới chức Ả Rập Xê Út, Jordan cũng như Ai Cập và họ đã chuẩn bị chuyển thực phẩm vào giải đất của người Palestine. Tổng thống nói, không có lý do nào để không cung cấp thuốc men và thực phẩm mà người dân Gaza đang cần. Điều này phải được thực hiện ngay lập tức. Cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình Univision được cho là thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của ông Biden đối với Israel kể từ vụ sa thải các nhân viên cứu trợ ở Gaza, một sự kiện gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu. Tuy nhiên, Times of Israel dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden thực chất đang đề cập đến đề xuất ngừng bắn hiện được chính quyền của ông đàm phán. Theo đó, sẽ có khoảng 40 con tin được thả trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 tuần. Vị này nhấn mạnh, không có bất kỳ thay đổi nào trong quan điểm của Mỹ. Tổng thống chỉ đang nhắc lại lập trường từ trước đến nay của chúng tôi là kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và kéo dài trong ít nhất 6 tuần như một phần của thỏa thuận trao đổi con tin. Chính phủ và văn phòng thủ tướng Israel chưa bình luận về nhận xét của Tổng thống Mỹ. Reuters tin Ngoại trưởng Úc Pentagon cho biết vào tối hôm 9 tháng 4 rằng Úc sẽ xem xét công nhận nhà nước Palestine. Đây là một sự thay đổi trong chính sách của Úc khi cộng đồng quốc tế đang tìm kiếm một giải pháp hai nhà nước để chấm dứt xung đột Israel-Palestine trong bài phát biểu tại đại học quốc gia úc bà gong ủng hộ lập trường của ngoại trưởng anh david cameron trong việc công nhận một nhà nước palestine công nhận một nhà nước palestine không chỉ mang đến cho người dân palestine cơ hội để hiện thực hóa nguyện vọng của họ mà còn củng cố các lực lượng hòa bình và làm suy yếu chủ nghĩa cực đoan đồng thời cũng làm suy yếu hamas iran và các lực lượng ủy nhiệm khác của iran trong khu vực vì vậy tôi muốn nói rằng giải pháp hai nhà nước là hy vọng duy nhất để phá vỡ sự bạo lực vô tận này có những tuyên bố cho rằng việc công nhận là phần thưởng cho kẻ thù điều này là sai đầu tiên an ninh của chính israel phụ thuộc vào giải pháp hai nhà nước nếu không được các quốc gia trong khu vực công nhận israel sẽ không có được an ninh lâu dài ả à rập xê út đã nói rằng sẽ không có thiết lập quan hệ ngoại giao với israel trừ khi palestine được công nhận là một nhà nước độc lập thứ hai là vì hamas không có vai trò gì đối với nhà nước palestine trong tương lai Giải pháp hai nhà nước từ lâu đã là cơ sở cho việc giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine, nhưng quá trình này đã bị đình trệ trong một thập kỷ, ngay cả trước khi xảy ra cuộc chiến hiện tại giữa Hamas và Israel ở Gaza. Tiếp tục là các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự Đông Âu. Thưa quý vị, theo thông tin từ GF Independent, lực lượng Nga đã tấn công một văn phòng doanh nghiệp ở trung tâm thành phố Kharkiv bằng bom dẫn đường trên không vào ngày 9 tháng 4, làm bị thương ít nhất 3 người. Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine với việc sử dụng tên lửa, bom lượn và máy bay không người lái, phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Thống đốc Kharkiv Oleg Sunihebok cho biết các tòa nhà đã bị bốc cháy và bị phá hủy sau cuộc tấn công mới nhất. Thị trường Ihor Terekov cho biết các hoạt động cứu hộ đang diễn ra và nhiều người có thể vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo chính quyền địa phương, một người đã bị thương và bốn người bị sốc do cuộc tấn công trước đó của Nga và một khu công nghiệp và một công viên ở Kharkiv. Các quan chức Ukraine cho biết hơn 20.000 tòa nhà đã bị phá hủy ở Kharkiv kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Hãng thông tấn Ukraine Form đưa tin Bộ Tư lệnh Hoạt động miền Nam Ukraine mới đây cho biết Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa ở miền Nam nước này nhắm vào Odessa một lần nữa. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công khác từ Crimea, có thể bằng tên lửa đạn đạo Inkader M ở khu vực Odessa, khu vực ven biển lại bị tấn công một lần nữa. Trước đó, một cơ sở hậu cần và vận chuyển cũng như một trạm xăng đã bị hư hại ở khu vực Odessa trong cuộc tấn công ban đêm của Nga bằng máy bay không người lái Shahed vào ngày 8 tháng 4. Ukraine cần tập trung theo đuổi các mục tiêu quân sự thay vì chú tâm vào tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, điều có thể làm gia tăng giá dầu toàn cầu. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói như vậy trước ủy ban quân vụ của thượng viện vào hôm thứ ba, ngày 9 tháng 4. Thông tin được đài RT đăng tải. Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga trong hai tháng qua, chủ yếu nhắm đến các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ. Phát biểu trong phiên điều trần về ngân sách quân sự hàng năm, Bộ trưởng Austin cho biết những cuộc tấn công này có thể gây ra tác động dây chuyền đối với tình hình năng lượng toàn cầu. Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, Ukraine sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn khi tập trung vào mục tiêu chiến lược và tác chiến có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện giao tranh hiện tại. Tuy nhiên, phát biểu của ông Austin đã vấp phải sự phản đối từ Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một thành viên đảng Cộng hòa đến từ bang Arkansas là người tin vào các vụ tập kích của Ukraine có hiệu quả. Ông cho rằng chính quyền ông Biden chỉ đang không muốn giá xăng dầu tăng lên trong năm bầu cử. Giá dầu toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong 6 tháng, nhưng Washington khẳng định nguyên nhân là do xung đột ở Trung Đông, cũng như tác dụng của các biện pháp trừng phạt và việc áp đặt giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga. Trong khi đó, Moscow thông báo xuất khẩu dầu mỏ trong năm 2023 đạt mức cao hơn so với trước khi bùng phát xung đột với Ukraine. Bình luận của ông Austin như một sự thừa nhận cho những báo cáo gần đây rằng Mỹ đã yêu cầu Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng từng xác nhận thông tin này, mô tả phản ứng của Washington là không tích cực. Ukraine ban đầu tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm mục đích làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga và gây ra đòn giáng mang tính biểu tượng, đưa xung đột đến gần Moscow hơn. Song trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông Zelensky lại mô tả đây là một hình thức răn đe vì Kiev sắp cạn kiệt đạn dược cho các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp. Jerusalem Post đưa tin quân đội Mỹ mới đây cho biết Mỹ đã chuyển cho Ukraine hàng ngàn vũ khí bộ binh và hơn 500.000 viên đạn mà Washington đang thu giữ hơn một năm trước khi số vũ khí này được Iran chuyển đến cho lực lượng Houthi ở Yemen. Số vũ khí được gửi vào tuần trước là hỗ trợ quân sự mới nhất mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Kiev để chiến đấu trong cuộc chiến với Nga. Gói viện trợ của ông Biden đã bị chặn lại tại quốc hội khi chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson từ chối kêu gọi bỏ phiếu cho gói hỗ trợ an ninh 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Giữa lúc lực lượng Ukraine sắp cạn kiệt vũ khí và đạn dược, đặc biệt là đạn pháo hạng nặng, Mỹ và các đồng minh đã và đang tìm kiếm những cách thức mới để trang bị vũ khí cho Kiev. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Sencom cho biết trên mạng xã hội X rằng, vũ khí do Mỹ chuyển đến Kiev vào ngày 4 tháng 4 đủ để trang bị cho một lữ đoàn Ukraine. Một lữ đoàn bộ binh thường bao gồm 3.500 đến 4.000 quân. Sencom cho biết vũ khí bao gồm hơn 5.000 súng trường tấn công AK-47, súng máy, súng bắn tỉa và lựu đạn phóng tên lửa và hơn 500.000 viên đạn. Theo Sencom, số đạn dược này được lấy từ 4 con tàu không quốc tịch mà tàu Hải quân Mỹ và tàu của các lực lượng đối tác đã chặn lại trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 5 năm 2021 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Sencom cho biết số vũ khí này được lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gửi đến Houthi. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Moldova, Mihai Popsoy ở thủ đô Berlin hôm 9 tháng 4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Ukraine hiện đang rất cần tên lửa phòng không, nhưng Berlin không có để cung cấp. Bà chia sẻ, thật không may, nguồn dự trữ, đặc biệt là hệ thống Patriot của chúng tôi hiện đã cạn kiệt khá nhiều. Vì vậy, tôi nói rõ tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao NATO rằng chúng tôi cần kiểm tra tính khả dụng của tất cả hệ thống Patriot ở châu Âu và trên toàn cầu, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp những hệ thống này cho Ukraine. Đức đã gửi cho Ukraine hai khẩu đội Patriot do Mỹ sản xuất. Cuối tháng trước, chính phủ Đức cho biết họ đang chuẩn bị bổ sung để giao hàng, nhưng không nêu rõ số lượng. Theo bà Bebrock, Berlin đang hợp tác với Kiev và các nước châu Âu khác để mua hệ thống Patriot từ châu Á và chuyển chúng đến Ukraine, đồng thời lưu ý rằng một quỹ đặc biệt có thể được thành lập cho mục đích trên. Bản cập nhật về dự án này có thể xuất hiện tại cuộc họp tuần tới giữa các bộ trưởng ngoại giao G7 ở Ý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần yêu cầu được viện trợ thêm hệ thống Patriot và tên lửa. Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba cho biết tuần trước, đối tác của Kiev đã có trong tay hơn 100 hệ thống phòng không nhưng chưa sẵn sàng chuyển giao. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đáp lại bằng cách nói rằng khối sẽ tìm cơ hội để cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Đến nay, Mỹ, Đức và Hà Lan đã gửi một số bệ phóng Patriot tới Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố rằng chúng rất hiệu quả trong việc chống lại tên lửa đang lao tới, thì Bộ Quốc phòng Nga lại cung cấp bằng chứng cho thấy một số bệ phóng và radar đã bị phá hủy đã ti đưa tin đại diện cấp cao của eu về chính sách đối ngoại và an ninh ông joseph borrell mới đây cho biết cuộc xung đột quân sự lớn ở châu âu đang ngày càng có khả năng xảy ra do mối quan hệ với nga đang đi vào bế tắc đồng thời ông cũng cảnh báo rằng các quốc gia thành viên không nên quá dựa dẫm vào mỹ một số quan chức châu Âu khác đã đề cập đến mối đe dọa quân sự gia tăng trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Saab nói vào tuần trước rằng thế giới đang chuyển từ trạng thái hậu chiến sang tiền chiến do mối đe dọa xuất phát từ Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng đã đưa ra một đánh giá vào tháng 3 năm nay. Phát biểu tại một cuộc họp của diễn đàn Europa ở Brussels vào ngày 9 tháng 4, Ông Borrell tuyên bố rằng khả năng xảy ra cuộc chiến cường độ cao ở châu Âu không còn là điều xa vời và EU phải làm mọi thứ để tránh nó. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cáo buộc rằng Nga đặt ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với lục địa này. Theo ông Borrell, dù cuộc xung đột quân sự ở châu Âu chưa xảy ra vào ngày mai, nhưng người dân trên lục địa nên hiểu rằng chiếc ô mà Mỹ đã bảo vệ châu Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh và các giai đoạn sau đó không phải lúc nào cũng sẽ mở. Ông nói, có lẽ việc này sẽ tùy thuộc vào việc ai là người nắm quyền ở Washington. Chúng ta không thể dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ cũng như năng lực của Mỹ. Ông Morel mô tả EU đang bị bao vây bởi một vành đai lửa và kêu gọi các quốc gia thành viên nên tự túc hơn với an ninh của họ và tăng cường chi tiêu quốc phòng. Ông nói thêm rằng, mặc dù NATO là một liên minh không thể thay thế, nhưng châu Âu nên bắt đầu xây dựng trụ cột của riêng mình trong khối do Mỹ dẫn đầu. Nhà ngoại giao thừa nhận rằng lập trường của Brussels về các cuộc xung đột ở Gaza và ở Ukraine không được nhiều quốc gia ngoài phương Tây ủng hộ. Nhận xét của ông Morel được đưa ra sau khi nhiều quan chức dân sự và quân sự phương Tây khẳng định trong những tháng gần đây rằng Nga có thể tấn công NATO trong vòng vài năm tới. Trong khi đó, thì phát biểu vào cuối tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã nói những suy đoán này là vô nghĩa. Quân đội Thụy Điển vào hôm 9 tháng 4 cho biết không quân của nước này cùng với máy chiến đấu của Đức đã chặn một máy bay, bay trinh sát I-120 của Nga gần bờ biển Thụy Điển. Tuyên bố của quân đội Thụy Điển cho biết hôm nay chúng tôi đã xác định một chiếc I-120 của Nga bay vào không phận của Thụy Điển ở phía đông nam Lê Kinh. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã dần tràn về phía Tây trong suốt 2 năm, khi các tên lửa của Nga liên tục xâm nhập vào không phận của các thành viên NATO. Đầu tháng này, không quân Đức cho biết họ đã điều động các máy bay chiến đấu của mình để đánh chặn một chiếc I-120 của Nga bay qua biển Baltic mà không có bộ phát đáp, một thiết bị điện tử giúp duy trì giao thông hàng không an toàn. Xung đột đã khiến các quốc gia phương Tây cảnh giác tái triển khai thêm máy bay, tàu và quân đội để bảo vệ sườn phía đông của NATO, đặc biệt là ở các quốc gia thành viên có chung biên giới với Ukraine, bao gồm các quốc gia Baltic và Ba Lan. Vào tháng 3, Ba Lan cho biết họ đã điều động các máy bay chiến đấu để chặn tên lửa của Nga. Tên lửa đã tiến vào không phận Ba Lan trong 39 giây. Ba Lan đã không bắn hạ vì tên lửa này có thể sẽ quay trở lại Ukraine và gây nguy hiểm cho dân thường. Vào tháng 2, lực lượng vũ trang Pháp nói rằng một máy chiến đấu hai 2000D của Pháp đã đánh chặn một bay trinh sát và tình báo I-120 của Nga ngoài khơi bờ biển Estonia. Tháng 1, không quân Đức cũng cho biết họ đã chặn một bay quân sự của Nga bay trong không phận quốc tế gần Rügen, một hòn đảo của Đức ở biển Baltic, và theo sát máy bay này trong một khoảng thời gian ngắn sau đó quay trở lại phía đông. Reuters tin văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc vào hôm 10 tháng 4 đã gọi những nhận xét của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell là nguy hiểm sau khi ông khẳng định dự án tàu ngầm AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ có thể giúp ngăn chặn bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhắm vào đảo Đài Loan. Trả lời trong cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Chu Phượng Liên cho biết, nhận xét của ông ấy rất nguy hiểm, việc thiết lập cái gọi là quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Vương quốc Anh và Úc về cơ bản là để kích động đối đầu quân sự trong khu vực. Ông Capel đã đề cập đến mối liên kết hiếm hoi giữa đảo Đài Loan và AUKUS. Ông nói với Trung tâm Tư vấn An ninh Mỹ của Washington rằng, các tàu ngầm mới sẽ tăng cường hòa bình và ổn định, bao gồm cả eo biển ngăn cách trung quốc và đài loan bà châu nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm sử dụng hợp tác quân sự để can thiệp vào vấn đề đài loan đều là can thiệp vào công việc nội bộ của trung quốc vi phạm nguyên tắc một trung quốc và gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định ở biển đài loan chúng tôi kiên quyết phản đối điều này Mỹ, Anh và Úc đã thành lập AUKUS vào năm 2021, một phần trong nỗ lực của các nước này nhằm đẩy lùi sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trung Quốc đã gọi hiệp ước AUKUS là nguy hiểm và cảnh báo rằng hiệp ước có thể thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Trung Quốc ổ ạt mở rộng kho vũ khí tàu chiến và tên lửa trong những năm gần đây và tiến hành cải tạo đất rộng rãi trên các đảo ở biển Đông, xây dựng lực lượng không quân lớn và các cơ sở quân sự khác. Thưa quý vị, văn phòng của đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết bà sẽ có chuyến thăm khu vực biên giới liên triều và gặp gỡ những người đào thoát Triều Tiên ở Hàn Quốc. Chuyến thăm của vị đại sứ diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực trừng phạt Bình Nhưỡng của Liên Hợp Quốc có dấu hiệu suy yếu do Nga và Trung Quốc không đồng thuận. Theo Reuters, chuyến thăm của bà Linda dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 4, sau khi Moscow từ chối gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc, phụ trách giám sát thực thi các lệnh trừng phạt liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trước đó, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề gia hạn lệnh trừng phạt Triều Tiên, Nga đã phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Gần như ngay lập tức, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chỉ trích hành động của Moscow và Bắc Kinh, khẳng định đây là quyết định sai lầm và sẽ làm suy yếu việc thực thi lệnh trừng phạt. Hành động này giống như phá hủy camera giám sát để tránh bị bắt quả tang. Một đặc phái viên Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc nhận xét quay trở lại chuyến thăm của bà Linda, phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết đoàn sẽ ghé Nhật Bản để thảo luận về vấn đề hợp tác song phương và tìm cách gây áp lực lên chính phủ Bình Nhưỡng để từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân. Sau đó thì đoàn sẽ gặp gỡ thành viên gia đình của những công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào đầu những năm 2000 và thăm Nagasaki nơi bị Mỹ ném bom hạt nhân vào năm 1945. Khi đến Hàn Quốc, đoàn sẽ ghé khu phi quân sự gần vĩ tuyến 38 nhằm đánh giá tình hình thực tế, gặp gỡ những người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc để nắm bắt một số thông tin về tình hình Triều Tiên. Theo thông tin từ Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết, Mỹ hiện đang xem xét nới lỏng các cảnh báo cho công dân của mình khi đi du lịch đến Trung Quốc, thừa nhận rằng những cảnh báo này có thể gây cản trở cho việc trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc. Tại một sự kiện do Ủy ban Quốc gia phi lợi nhuận về quan hệ Mỹ-Trung tổ chức, ông Campbell nói, các kênh liên lạc giữa Washington và Bắc Kinh phần lớn đã được bình thường hóa sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang khiến mối quan hệ gặp rủi ro bộ ngoại giao mỹ thường xuyên đưa ra các cảnh báo theo cấp độ cho người mỹ đi du lịch đến trung quốc kêu gọi họ xem xét các chuyến đi của mình hoặc tăng cường thận trọng do rủi ro liên quan đến pháp lý tại trung quốc chẳng hạn như lệnh cấm xuất cảnh và giam giữ trái phép nhưng hiện tại các nhà lãnh đạo của hai nước đã tìm kiếm tiến hành trao đổi nhân dân để quản lý sự cạnh tranh địa chính trị ngày càng tăng giữa các siêu cường khi được hỏi liệu mỹ có nới lỏng những cảnh báo này hay không ông capel nói đây chắc chắn là một vấn đề được xem xét một cách tích cực Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo du lịch của riêng mình đối với Mỹ và chỉ trích việc các đặc vụ Mỹ quấy rối công dân Trung Quốc tại các cảng nhập cảnh. Các quan chức Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc này. Cùng lúc đó, thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định rằng Trung Quốc đã giúp Moscow trang bị lại quân đội sau những thất bại ban đầu trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Cable nói: "Chúng tôi đã nói trực tiếp với Trung Quốc rằng nếu điều này tiếp tục, nó sẽ có tác động đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi sẽ không ngồi yên và nói rằng mọi thứ đều ổn." ông khẳng định thêm nếu nga giành được lãnh thổ ở ukraine điều này sẽ thay đổi cán cân quyền lực ở châu âu theo những cách không thể chấp nhận được đối với mỹ và chúng ta sẽ thấy đây không chỉ là một hoạt động của riêng nga mà còn là hoạt động được hỗ trợ bởi trung quốc và triều tiên. Reuters right, tin vương quốc anh và các nước lớn khác ở châu âu có biên giới trên biển bắc hôm thứ ba ngày 9 tháng 4 đã ký kết một thỏa thuận hợp tác nhằm bảo vệ cơ sở tầng dưới nước trước các mối đe dọa tiềm tàng bao gồm cả các cuộc tấn công có thể xảy ra của nga. Sáu quốc gia là Bỉ, Anh, Đan Mạch, Đức, Na Uy và Hà Lan đã ký tuyên bố chung cho phép các bên tham gia chia sẻ thông tin quan trọng liên quan tới mọi cơ sở hạ tầng năng lượng tại Biển Bắc. Những mối đe dọa đối với dây cáp và đường ống dưới biển đã trở thành trọng tâm trong vấn đề an ninh của các quốc gia phương Tây. Do có vụ nổ vào tháng 9 năm 2022 trên đường ống Nord Stream 1 và 2, được xây dựng để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic. Tháng 5 năm, năm 2023, NATO cảnh báo khả năng Nga có thể phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển để trả đũa các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine, trong khi rủi ro đối với an ninh toàn cầu càng ngày càng gia tăng sau cuộc chiến ở Gaza. Ông Andre Bui, Bộ trưởng Năng lượng Hạt nhân và Năng lượng Tái tạo vừa có anh nói, Biển Bắc là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo và đưa phát thải dòng về không của châu Âu giúp tăng cường năng lượng trên lục địa. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực này là rất quan trọng ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Bộ thêm, việc thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng Bắc Âu sẽ giúp họ đạt được tham vọng đó và thỏa thuận này là minh chứng rõ ràng nhất. Theo giới chuyên gia, trong tương lai gần, Biển Bắc sẽ trở thành trung tâm năng lượng xanh lớn nhất thế giới, nơi được lắp đặt các công viên, điện gió và cơ sở hạ tầng kết nối. Hiện công suất sản xuất của các tua bin gió ngoài khơi Biển Bắc đạt mức là 7 GW trên năm, và các nước tham gia thỏa thuận đặt mục tiêu công suất này là 20 GW trên năm. Ở Bolivia, các bác sĩ đã tiến hành đình công toàn quốc vào hôm thứ ba ngày 9 tháng 4 để phản đối dự luật hưu trí mà họ cho rằng họ bị buộc phải nghỉ hưu khi tròn 65 tuổi, thông tin được Reuters đăng tải. Các bác sĩ đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài 72 giờ bằng cuộc tuần hành thủ đô La Paz, còn có sự tham gia của giáo viên chống lại điều mà họ gọi là luật bắt buộc nghỉ hưu đang được chính phủ thúc giục Quốc hội thông qua. Tại sao chúng tôi không đồng ý nghỉ hưu ở tuổi 65? Chúng tôi không muốn kéo dài công việc của mình tới chết mà chỉ muốn tích góp một khoản lương hưu xứng đáng để có cuộc sống yên bình. Một số đồng nghiệp của tôi đã nghỉ hưu với khoản lương hưu chỉ từ 2.000 đến 4.000 Bolivinos, tương đương với khoảng là 285 đến khoảng là 580 đô la Mỹ. Điều này không thể chấp nhận được. Chúng tôi cũng muốn một nền pháp luật bình đẳng trong nước vì có những lĩnh vực như quân đội có thể nghỉ hưu với lương hưu tương đương 100% lương lương của họ. Người hưu là vấn đề không chỉ của giáo viên, bác sĩ mà còn của cả người lao động. Tất cả đều cần có thu nhập để trang trải cuộc sống. Ngay cả cảnh sát cũng không có lương hưu như quân đội. Thứ trưởng Bộ Lương Hưu và Dịch vụ Tài chính Bolivia, ông Frazi Apaza phủ nhận dự luật mới sẽ buộc các bác sĩ và giáo viên nghỉ hưu ở tuổi 65, nhưng họ sẽ cần trải qua một cuộc kiểm tra y tế để xác định liệu họ có đủ sức khỏe để tiếp tục công việc hay không. Theo luật hiện hành ở Bolivia, tuổi người hưu tự nguyện là 58 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ, tuy nhiên thì ông Villegas, hiệu trưởng trường cao đẳng y tế La Paz cho biết các bác sĩ cần phải làm việc lâu hơn để có thể nhận được khoản lương hưu đủ để sống. Thưa quý vị, các công tác tìm kiếm cứu nạn người sống sót vẫn đang được triển khai sau khi ít nhất là 3 người thiệt mạng, 5 người bị thương và 5 người khác còn mất tích trong vụ nổ dưới lòng đất tại nhà máy thủy điện cạnh một con đập ở thị trấn là Camus thuộc tỉnh Bologna, miền Bắc nước Ý. Theo Reuters, vụ nổ được báo cáo vào khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 4, theo giờ địa phương tại con đập trên hồ Suvena, một trong ba hồ nhân đạo cung cấp nước cho nhà máy thủy điện BG. Ông Marco Masinara, người đứng đầu thị trấn Komuk Nano, cho biết sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì các tua bin làm sập một phần cấu trúc ngầm 9 tầng, gây hỏa hoạn và tràn nước. Trong số những người bị thương, có 3 người được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng. Tập đoàn lực quốc gia Eni, chủ sở hữu nhà máy Thủy Điện, chưa bình luận về nguyên nhân. Công ty cho biết con đập không bị hư hại và vào thời điểm xảy ra sự cố, nhà máy đang ngừng hoạt động nên không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất điện. Các nhân viên nhà máy đã được sơ tán vào tập đoàn Ini đang phối hợp với lực lượng chức năng để tìm cách dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ cao và nước đang tiếp tục tràn vào. Nhà máy thủy điện BiGE được xây dựng cách đây gần 100 năm. Thủ tướng Italia Meloni đã bày tỏ sự cảm thông với các gia đình nạn nhân. Cơ quan quản lý bệnh viện và dịch vụ cứu hỏa của Hồng Kông mới đây cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà dân cư đông dân ở quận Cửu Long nhộn nhịp của thành phố vào hôm 10 tháng 4, khiến 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Đài truyền hình ATSK cho biết, người dân bên trong tòa nhà 16 tầng đã vẫy khăn ở cửa sổ để ra hiệu giải cứu, đồng thời nói thêm rằng đám cháy đã bùng phát tại một phòng tập thể dục trong tòa nhà. Các con đường xung quanh đã bị phong tỏa, khiến giao thông bị gián đoạn vào giờ cao điểm buổi sáng. Chính quyền thành phố cho biết khoảng 150 người đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi đó có 40 người đã được đưa đến bệnh viện. Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu cho biết, ông đã chỉ thị cho các nhà chức trách nỗ lực điều trị cho những người bị thương. Trong khi đó, các cơ quan chính phủ khác nhau đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đám cháy được kiểm soát vào lúc 8 giờ 54 phút sáng theo cơ quan quản lý bệnh viện. Ít nhất 6 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng và một người nguy kịch. Reuters dẫn lời chính quyền địa phương cho biết lực lượng lính cứu hỏa Ba Lan vừa qua đã phải đương đầu với trận cháy rừng, nhấn chìm diện tích gần 2 hectare đồng cỏ trên dãy núi Bia ra đi, đông nam đất nước. Hỏa hạn bùng phát bên sườn phía nam của núi Polonina Grzeska Đòi hỏi sự phản ứng từ 9 đội cứu hỏa, một đội tìm kiếm và cứu nạn tình nguyện trên núi, cùng các đội kiểm lâm. Họ đã sử dụng cả máy bay không người lái có 4 cánh quạt và thiết bị bay không người lái để giám sát hướng gió và sự lan rộng của đám cháy. với quốc gia Bia Zadì, cho biết trong một thông báo tác động của đám cháy đối với môi trường sẽ được xem xét và đánh giá trong những tháng tới. Thưa quý vị tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất những nghệ sĩ địa phương đã biến Abu Dhabi thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, tốt điểm cho thành phố bằng những bức tranh tường đầy màu sắc và sống động thông qua sáng kiến Abu Dhabi Canvas mới được ra mắt. Dự án biến đô thị một bức tranh canvas do Sở Giao thông Vận tải và Đô thị DMT khởi xướng nhằm mục đích hỗ trợ tài năng nghệ thuật địa phương, đồng thời mang đến cho người dân Adu Dhabi trải nghiệm nghệ thuật độc đáo ngay trong môi trường sống của họ. Các bức tranh được vẽ xung quanh các trạm xe buýt ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Các nghệ sĩ đã dành hơn 800 giờ để sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện những chủ đề đa dạng từ văn hóa địa phương đến các vấn đề xã hội. Sáng kiến Abu Dhabi Canvas không chỉ mang đến vẻ đẹp mới cho thành phố mà còn khuyến khích sự tương tác giữa nghệ sĩ và cộng đồng. Họa sĩ đường phố Malak Ibrahim chia sẻ, Điều tôi thích nhất về việc vẽ tranh tường là nó khuyến khích sự tương tác từ mọi người. Và đôi khi tôi còn cho họ cùng vẽ để họ có cơ hội để lại dấu ấn của mình trên tác phẩm. Bà Nosama, giám đốc marketing và truyền thông của DMT cho biết, có rất nhiều nghiên cứu chứng minh giá trị và lợi ích của việc hội nhập nghệ thuật và cộng đồng. Sáng kiến Abu Dhabi Canvas là một cách tuyệt vời để hỗ trợ tài năng nghệ thuật địa phương, đồng thời mang đến cho người dân Abu Dhabi cơ hội thưởng thức nghệ thuật ngay trong cuộc sống hàng ngày. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, mang đến cho thành phố thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo và góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân. Theo Reuters, trung tâm cứu hộ rùa thuộc Thủy cung Hai Đại Dương ở Cape Town, Nam Phi cho biết, khoảng 200 con rùa quần đồng chưa trưởng thành đã được giải cứu sau khi bị trôi dạt vào bờ biển nước này do những cơn bão lớn gần đây. Khi các dòng hải lưu thay đổi, một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện dọc bờ biển Nam Phi khi những con rùa quản đồng con với kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay bị trôi giạt vào bờ. Các nhà bảo tồn gọi giai đoạn này là mùa mắc cạn, thường kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 7, đánh dấu khoảng thời gian dễ bị tổn thương nhất đối với rùa quản đồng và rùa da mới nở, khi chúng bắt đầu chuyến hành trình rời tổ ra biển khơi. Cô Fatin Samodien, một trong những người làm việc tại Trung tâm Cứu hộ Rùa nói, hàng trăm con rùa nhỏ bị cuốn vào bờ biển và do thời tiết cực đoan gần đây, chúng đã mắc cạn. Nhiều con non bị mắc kẹt trên các bãi biển trong tình trạng lạnh giá, mất nước và kiệt sức, phải chiến đấu chống chọi trước yếu tố thời tiết khắc nghiệt để sinh tồn. Số liệu thống kê hiện tại cho thấy, cứ khoảng 1.000 con non thì chỉ có một hoặc hai con sống sót đến tuổi trưởng thành. Trong nỗ lực giải cứu những con rùa bị mắc cạn, cô Samodien cho biết họ sẽ hỗ trợ những con vật này phục hồi sức khỏe tại phòng chăm sóc đặc biệt trong khoảng 9 tháng trước khi thả chúng ra bờ biển. Quỹ Hai Đại Dương là một tổ chức phi lợi nhuận vì lợi ích cộng đồng, được thành lập nhằm bảo vệ đại dương thông qua các công tác bảo tồn, nâng cao nhận thức, nghiên cứu giáo dục. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.